tắt nguồn nhé, đây là tắt nguồn này, đây là mở nguồn này, đây là điều chỉnh thời gian quay và đây là điều tốc độ quay này, thời gian tốc độ quay, đây là tờ rung, khi nào chạy thì cái đồng hồ thời gian này đến nhé, chạy thì đồng hồ thời gian này đến. Quay sát vào rồi đấy. Quay chậm rồi.